rồi. Đứng lên nha, rất là xinh nha. Từ từ, anh nhìn thấy cá mà hết đi đây. Đấy, nó đẹp quá nhỉ. Cá ăn hết máy rồi, chứ có tỡ đâu. Cửa lại nhá, cửa lại nhá. Thôi, cửa chung đi, một anh treo thôi. Đứng lên, cửa lại nhá. Đúng rồi, đẹp quá, giữ nguyên đấy cho anh. Rồi, giữ nguyên. Giữ nhìn cháu mặt ra đây, hạ vai xuống cái. Không, tay vẫn để nhưng hạ vai xuống, đúng rồi. Ok, liếc mắt nhìn anh nào, liếc mắt nhìn anh nào. Ok, kiểu nữa nhá. Nhìn anh ấy. Nghe tiếng dê kêu, đố mọi người nhìn thấy con dê nào trên núi. Không cho anh. Cái tay này để nhẹ lên chán, nhắm mắt. Tay kia. Không, không, chán tay không được. Chán rồi. Nhắm mắt vào đi. Alo. Chưa, đang đi ngắm cái cảnh. Dạ. Ông bảo ông chuyển tiền đi, bây giờ trời ấy đã chuyển tiền kiểu gì? Nhà nhất trí rồi, nhưng bây giờ biết ông có chuyển hay không? Cảnh nó đẹp như thế này đâu. Đã tin tưởng rồi thì cần gì phải chán như thế. Đã gọi là mua thì mình đã ấy đâu. Chuẩn này có 2 giây được 2 đồng tiền ấy. Mình đúng là trên một kéo thì nó đấy. Nhà ta đang cần thì nhà ta đang cần nhá thì bảo là không lấy. Bọn em lấy hàng bao nhiêu năm nay rồi, hàng vài chục triệu ở Kon Tum nhà chả bao giờ nhà bắt chuyển còn mấy triệu này. Ngại cái gì nhá, bị hàng hóa em đang cần đúng không? Thì bây giờ em nó chưa nhận hàng mà đã bảo chuyển em chuyển tiền thì... đây đấy, anh chỉ cần đơn giản thôi. Vâng, em chắc chắn như okay, đáng okay, bao nhiêu của ông ấy, hai hơn 2 triệu bạc. Ok rồi, tôi xin à. Bạn muốn ảnh nào, ảnh con dâu hay ảnh con cảnh ở đây? Vâng, vâng. Rồi, ok. Đúng rồi, ok. Rồi. Mình chuẩn bị idol đấy. Bây giờ cái váy này thì bạn tung cho đứng hẳn lên trên này đi, không nằm non thì ngồi nhiều được. Em đang bó cá bây giờ. Em đứng ở bên anh rồi. Cho đứng hẳn lên đi. Hôm nay có rất nhiều các bạn đến đây. Không sao. Em cứ bình tĩnh, em trèo lên. Cứ để xuống đi. Đấy, đúng rồi. Chân đứng yên nhá. Von để sang bên đấy rồi, đúng rồi. Cứ để xuống đi, cứ để. Cứ để đứng đối diện đi. Một kiểu nữa thôi. Đứng không được nhảy huỳnh huỳnh nhá. Nhẹ thôi, nhẹ không ngã đấy. Không đùa đâu. Hai chân để lên giữa cho anh, xong anh du thuyền. Hai chân để lên trên. Trên là lên trên cái thằng đấy. Ok. Chắc chắn nhá. Xoay người với anh nào. Anh ấy đẩy nhẹ nhàng thôi. Cô dâu ơi, cho cô dâu ôm hoa đi. Ok. Cứ phải tay cho tôi quần, một tay cầm áo đi. Nhìn vào. Việt Nam, nước ngoài gì Việt Nam, nước ngoài. Không được nhảy rình rình nhá, con nào đứng yên, cái này rất nguy hiểm mà. Quay rồi.
đúng rồi, che hết mắt rồi. Mình đi đang quay còn dính vào đấy, mình đi dọc theo bờ này. Nhưng mà phải dâm đây rất chi là đẹp nhé mọi người. Đứng yên, không đùa. Tay sắp ra đi, hôn nó đùa bây giờ không sao cả. Cho nó ngã xuống đấy. Thay đồ, nên đây phơi nắng. Ơi, không rồi, chủ tiếp. Em hôn tay đi, cô dâu nhìn tay đi, em bỏ cô dâu nhìn anh này, để tay vào đây này, happy này. No, 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 cái tay em đừng giữ thẳng như vậy, nhẹ nhàng thôi. Cái tay trong mềm mại đi, tay trong mềm mại chút gì. Gập gập cái tay vào xuống. Đâu anh Hoạt này, tí ngụp xuống là xong. Chụp nhìn anh, tay như thế này cơ mà. Tay trong. Tay trong là tay được. Nào? Anh bỏ ngục xuống từ tay cầm kia. Tay đấy, 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 ok rồi. Như này để tay nhẹ như này. Đó, đúng rồi, ok, thấp tay xuống nha, bỏ cái bon ra che hết mặt rồi. Nhẹ nhẹ thôi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cứ từ từ thôi. Được rồi, cứ làm đi, anh sẽ chỉ. Ok, ok, okay rồi. Ăn điểm. Nhìn yêu thế nhỉ? Rồi. Xuất sắc mẹ luôn. Rồi, ok, ok, ok. Rẻ đâu? Diễn sâu vào. Nhìn anh này, cái tay đừng bẻ như con gà như vậy, vít gà lên. Thẳng đằng thôi. Đúng rồi, ngửa lên em. Ok, ơi. Rồi, cô dâu ngả ra. Tay cho ai, ai cho mượn cái tay nhỉ? Đấy, xòe tay ra, xòe tay ra nhìn nè. Đúng rồi, ok, kiểu nữa nhá. Rồi, kiểu nữa, thấp tay xuống đi, thấp tay xòe xuống. Cá biến mẹ luôn. Ok, kiểu nữa nhá. Kiểu nữa nào, cô dâu quay mặt tôi đây. Ok. Tập trung. Cô dâu nhìn ra đây. Tay để nhẹ vào đây. Đúng rồi, cứ để nhìn anh nào. Thẳng người lên. Ok. Nhiếp mặt xinh nhá. Xuất sắc mẹ luôn đấy. Nhìn đây. Ok, tươi nhá. Anh lấy một cái này mang hết cả cái hồ núi cốc về cho em này. Ok, rất tuyệt vời, nhìn lại kiểu nữa nhá. Đúng rồi, xinh, xinh, xinh. Rồi, chú rể xoay lưng vào cô dâu đi. Bỏ tay vợ ra đi. Rồi, tay nhét túi quần nào, tay cầm vào áo. Xong tí nữa em bỏ điện thoại em nhảy ụp vào. Cô dâu nhìn anh này, tay để như thế này. Đúng rồi, ok, đấy. Rồi, nhẹ nhàng thôi. Ok, rất chỉ... Bà ơi, bà để cái thuyền sắt vô đây một tí đi. Bà gần ra giữa sông rồi. Bờ hơi xa rồi. Nhìn ra anh nào. Tập trung nhá, cười ít nhá. Ok, bé đẹp lắm. Bé nhìn anh này, cái tay này bé thả xuống một xíu. Rồi, tay đó bé ôm vào cái kiểu tay này. Kiểu tay ở đây. Đấy, ok, rồi. Thả vai trước xuống, đúng rồi, nhìn anh. Rồi, rất sang chảnh. Rồi, giữ nguyên nhá. Tính nó lên. Rồi, giữ nguyên đấy. Hai đứa nhìn phiêu ra các bạn đi. Bỏ ra mình đi chụp. Đúng rồi, rất tốt. Giữ nguyên đấy cho anh. Giữ nguyên đấy cho anh nhá. Ok, chú rể quay mặt nhìn anh nào, xoay cả người vào đây. Thôi, bà ai tầm ý thôi. Kết thúc live đây mọi người. Rồi, nhá. Kiểu nữa nhá, tươi. Kiểu nữa nào. Tiếp tục live cho mọi người xem. Mọi người nhìn anh thả tay này xuống nhẹ nhàng. Đấy, thế thôi. Để vào kiểu tay này. Mềm mại đi. Rồi, như công chúa lên. Ok, rồi, kiểu nữa nhá.